rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Helper KT. Thì ngày thứ 2, đây là ngày thứ 5 rồi chứ. Đúng rồi, nay là ngày thứ 5 rồi. Thứ 5, thứ 6 gì rồi quá. Thứ 6. Ủa thứ 5, nay thứ 5. Nay ngày thứ 5 rồi ha. Để quét cái này cái rồi chúng ta ra ngoài. Đây, đây là ngày thứ 5 rồi. Đây, hoạt động 7 ngày. Đây là ngày thứ 5 ha. Vâng, ngày thứ 5 thì các bạn cũng ráng mua luôn cái đá tinh luyện trang sức ha. Rồi, ngày thứ 5 thì chúng ta vẫn như mấy ngày trước thôi, cũng không có gì đặc sắc lắm. Tại vì từ ngày thứ 5 trở lên thì cái lượng mà tinh lực mà để chúng ta quét phó bản này kia thì nó cũng hơi bị thiếu thốn lắm. Nên ôi gì đây, mua được cái gì trong đây vậy? Vâng, được kim nguyên bảo, ngon nè. Đang thiếu kim nguyên bảo luôn. Vâng, ngày thứ 5 này thì phải gọi là homeless luôn đó các bạn. Nó rất là thiếu kim nguyên bảo luôn. Rồi các bạn vẫn dùng vàng nè ha. Đây nào rồi. Đây. Trong cái nhiệm vụ ngày này nó có cái dùng vàng chiêu mộ nè. Đó, là được trả lại ha. Là chúng ta chỉ mất có 160 à, các bạn nên làm ha. Để mà lấy cái kinh nghiệm trong cái chiêu mộ lần này chắc chắn được tướng cam mà hết mẹ nó rồi. Đây, gán làm full ha. Còn đây là xích bích chiến hai lần. Không còn đủ đâu, đâu còn đủ đâu. Mua càng quét chứ đâu có đánh nổi đâu ta. Đánh thử rồi đánh nổi không? Diệt ba địch có thể wow. Ba tướng địch hình bộ hơi khó ha. Đây, đây là trận xích bích ha. Ngày thứ 5 xích bích. 140 mấy đánh với 140 mấy đánh với 150. Ăn thua là ăn thua cái con support hỗ trợ búp máu với lại cái con tướng tăng ha. Tướng tăng mà đi là thấy đội hình cũng hơi mong manh nè. Ok ok, có cơ hội thắng rồi ha. Hai trận nữa, hai trận nữa. Tào Tháo này, dứt Tào Tháo luôn. Sợ gì. Ê, trận này hơi mệt ha. Hơi mệt ha, hết máu rồi đó. Ê. Lên là lên máu lại rồi, lên máu lại rồi. Ây da, ây da, chua, chua. A. Điển Vi bên nó mạnh quá. Hên quá, hên quá. Bên nó chỉ còn một con búp máu thôi. Ôi giời ơi. Nè các bạn thấy không? Cái con tàu nhân của mình nè, quá ngon, quá ngon. Nhờ nó không là ăn cám rồi. Công Tôn Toản, Tôn Quyền nè, dứt Tôn Quyền đi. Rồi, đánh Công Tôn Toản nè. Bấm tốc độ chậm là để coi cho rõ ha. Đó, Tôn Quyền nè các bạn, đó, đó. Ý, trận này hơi căng à. Có bộ ăn cám mà nó dồn vô một góc rồi. Dồn vô một góc thì dễ thua lắm nha các bạn. Mấy cái kit đánh lan của nó là thường là nó đánh lan một cụm, nhưng mà nếu mà dồn vô một góc vậy thì nó không có. Để tướng mình nó dài đó các bạn. Mình có đủ ba cho ba bộ luôn, là hàng trước, hàng sau và hàng giữa ha. Nên là nếu nó phân tán đều ra thì đỡ. Rồi, full nhiệm vụ ngày rồi đó. Các bạn ráng ha, làm hết nhiệm vụ ngày luôn ha. Làm sạch luôn để mà lấy kinh nghiệm ha. Mặc dù là lấy hết kinh nghiệm rồi mà cũng không ăn thua gì lắm.
Đó, được đá nữa nè. Rồi tiệm thì chúng ta vẫn mua hết như mấy ngày trước ha. Nhưng mà nay thì cái nào cần mới mua ha. Mặc dù cái nào cũng cần hết á. Rồi tướng này thì bây giờ mình chuyển qua quách gia ha. Điển Vi là gần full rồi. Mình chuyển qua quách gia. Và cái shop shop này thì chúng ta vẫn mua tinh hoa ha. Tinh hoa full ha. Rồi đây là đồ tím thì bây giờ được mua rồi nè. Ngon lành. 14 cái nón. Cái nón. Ồ không đủ điểm để mua rồi. Đến leo tháp quét các bạn cứ reset map ha, reset được bao nhiêu thì cứ reset ha, và chúng ta quét map ha. Quét như vậy thì nó được điểm nha các bạn, điểm thì chúng ta có thể đi mua đồ tím ha. Ráng các bạn ráng lên 120 sao để mà mua được cái đồ tím mua được cái đồ tím kích duyên nha. Đồ tím kích duyên thì nó ngon hơn cái đồ tím thường. Mấy ăn được 3 sao này không nữa. Ăn được 3 sao này mấy cái kia cũng được 3 sao luôn hả. Vâng thua kìa, 31 giây, má chó. Để đêm mai đánh. Rồi còn cái này thì xuống dưới đây quét cái này ha. Mua luôn nha các bạn. Mấy cái này thì nó rất là ngon ha. Nên chúng ta ráng mua luôn. Chỉ có lên VIP cao các bạn mới có được mua thêm vậy thôi. Chứ ở dưới VIP thấp chúng ta không có được mua vậy đâu. Nên là chúng ta tận dụng tối đa ha. Còn ở đây 14 mảnh. Mình về mình coi mình đang thiếu con gì, cái gì đây. Mình vẫn bút pull cho con Ta đã hứa với kiếm tăng, linh, tướng tăng này ha. nhảy lùi làm tiếng, nắm chắc phần thắng. Đó, dẫn bút cho anh, búp 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 cho anh lên. Để hiếu đôi giày với một cái đôi dép. Với một cái vũ khí, ok, để vào. Vậy rồi, tiệm trang bị ha, quay lại, quay lại. Quay lại cái nữa. Rồi, đồ tím, đi xuống mua đôi giày. Đôi giày có bộ rẻ hơn ha. Mua được cái 9 mảnh nè. À hết điểm rồi. À đủ. Hơi chua nha. 9 mảnh. Ở đây có 7 mảnh. 9 mảnh nữa là có mười mấy mảnh nè. Thôi để dành luôn chứ. Rồi còn đấu trường ha. Rồi hôm qua mình không có nói. Nhưng mà hôm nay thì tốn 80 kim nguyên bảo. Các bạn cứ mà cộng đó. Cái này kén cộng lên cho mình cao cao ha. Vì còn hai lần mua. Thôi còn trừ 100 lận. Ở đây nè các bạn không leo được nữa đúng không. Rồi các bạn đang nằm đây. Các bạn quét 5 lần luôn. 5 lần thì các bạn sẽ rất là được nhiều đồ ha. Được mảnh tướng rồi được mảnh trang sức này nọ. Có khi được kim nguyên bảo nữa ha. Và được đá cường hóa bảo vật nữa nè. Rất là nhiều thứ luôn. Nên các bạn tận dụng tối đa ha. Mua cứ được bao nhiêu thì mua cho heo ha. Có kim nguyên bảo có điều kiện thì chúng ta gắng mua. Và các bạn quét như vậy thì nó cũng được thêm cái điểm này nữa nè ha. Các bạn nhận cái đá thiên mệnh nè. Thiên mệnh đơn sau này chúng ta còn xài nữa ha. Nói chung thì nó được rất là nhiều lợi luôn các bạn. Rồi ở đây thì còn một lần ghép nữa thì đó, các bạn cũng gắng làm hết cái nhiệm vụ ghép này ha. Để nhận cái rương trang sức trang sức nè. Mở ra hơn thì chúng ta được cái mảnh mảnh cam ha. Rồi xui thì không có mảnh cam. Nhưng mà mấy cái mảnh này nè các bạn ghép lại ha. Ráng ghép ghép các bạn ghép rồi các bạn vào trong tướng ở Ta dưới đã hứa phần với kiếm linh, phải đứng vững trong thời loạn. Tinh luyện nè nó cần nè thấy không. Gót sen gần sóng. Nước không hình dạng. Chiến trường mới lấy ráng cộng 3 hết ha. Nắm chắc phần thắng. Cái này là tôn tử binh pháp với Nguyền Vũ Ấn, Nguyền Vũ Ấn vô coi ráng coi được Nguyền Vũ Ấn không.
Nguyên vũ ấn đâu rồi? Đây nguyên vũ ấn chắc là không được rồi. Ở đủ con kìa, còn sức thì còn lụm thôi. Đánh đọt vậy có khi xui lắm nha các bạn. Nên thì đánh được thì cứ đánh ha. Tận dụng tối đa cái kinh nghiệm của hoạt động ngày và cái những cái lần mà chúng ta được mua tinh lực, thể lực này nọ nha các bạn. Bởi nó cũng không thua vậy đâu, nhưng mà điển vi của mình yếu quá. Điển vi của mình có vẻ sắp chết rồi. Rồi trận này thua chắc rồi, nhìn là thấy thua chắc rồi, đánh nó không mất máu luôn mà. Gần một em bên nó đã ra đi rồi các bạn. Ngon rồi, ngon rồi. Vâng, búp máu lên nữa. Ok, điển vi. Mà bà con, cái con tăng của nó rất là ghê các bạn. Hồi nãy giờ hồi máu liên tục luôn á. Vâng, con men nó sắp đi rồi một lần nữa à. Á đù, điển vi của mình đi rồi. Ồ, nhưng mà không sao. Bên nó mất 2, 3 T, 3 người rồi. Còn support không rồi các bạn. Ok, ngon rồi. Support không rồi mình không sợ ha. Chỉ sợ mấy con hàng trên thôi, với hàng giữa thôi. Chứ hàng dưới thì không có gì phải sợ. Ở đây thì tỷ lệ nó ra đọt được mảnh thành công nó cao hơn ha. Nhưng mà cực có cái thì mấy hàng này toàn là trâu bò thứ gì đâu không à. Nè mình 47 đánh 45 cũng thấy hơi chua ha. Nhưng mà đánh thử xem. Xác sức rất là cao ha. Cao vậy nhưng nhiều khi đánh cậu 10 trận nó còn không ra các bạn. Thì ngày thứ năm này cũng không có gì để nói ha, chỉ là chúng ta cố gắng tận dụng hết hoạt động ngày này nọ ha, và mua những cái quà ấy ha. Nếu mà chúng ta tích được kim cương, kim nguyên bảo thì cứ tích ha. Trận là thấy thua rồi, đánh không ăn đâu. Ô vậy mà ăn ta, để coi lại coi. Ok, bấm nhanh hơn coi. Làm sao ăn được ta? Mất điển vi là thấy con bộ mệt rồi đó. À, bên nó không có búp máu các bạn. Bên nó toàn tướng tăng, tướng đam không kìa. À, có nghĩa là cứ mà giết được nó là giết. Cứ xuống máu là nó không hồi lại hả? À. Nhưng mà tiếc là điển vi chết sớm quá. Em ấy còn ở lại thì đam cũng khá là to á. Cũng hên ha, bồ bạn là không có con nào là support bơm máu ha. Rồi các bạn chắc kết thúc video tại đây. Tại vì bữa hôm nay live nói chuyện đau cổ quá. Rồi thì các bạn cố gắng ha. Cố gắng tận dụng hết những cái lần reset hay này kia cái nọ, mua báu vật hay là nói chung thì có cái gì chúng ta cứ dùng tối đa giúp heo ha, để mà tăng lực chiến lên max. Thì cái này trên này thì cần cái gì thì các bạn cứ làm cái đó thôi, cần gì thì cứ mua ha, chứ không phải kiêng nể hay là chừa gì hết á. Đây đó, up lên ha, gán cộng 3 ha, cộng 2 thì nó mất hai món cam thì nó thấy hơi chua, nhưng mà đó, gán cộng lên rồi ok, mát tăng là thấy ngon rồi. Rồi video tào lao hôm nay chỉ có như vậy thôi, cố gắng thì đi mát những thứ này đó, xích bích này nọ ha. Xích bích thì khá là ngon nha các bạn, nó tăng lực chiến khá là nhiều cho mình luôn đó. Tìm xích bích thì mua bằng cái này ha, cái phong này nè. Thì bạn nào có tiền thì cứ reset ha, nhưng mà theo mình thì mua một lần thôi. Lần thứ hai 800 thì nó hơi bị mắc ha. Kim nguyên bảo thì hồn dạng nay là khan hiếm luôn rồi đó.
Đánh được sau thì chúng ta còn được thêm đồ này nữa nè ha. Rồi ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Video tào lao cũng khá nhiều ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.